Lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời cứu hai du khách thoát khỏi nguy cơ đuối nước tại bãi biển Sầm Sơn. Vào trưa ngày 19 tháng 7, Tổ cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đang trực tại bãi tắm biển Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, thì phát hiện hai du khách đang tắm biển, cách bờ biển khoảng 70 mét có nguy cơ đuối nước. Lúc này, nước biển đục, sóng lớn, hai du khách bị sóng kéo ra xa bờ, chới với, kêu cứu liên tục. Ngay sau khi phát hiện, các cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Sầm Sơn nhanh chóng bơi bộ ra khu vực người bị nạn, tiếp cận và nỗ lực đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Được biết, hai du khách này là chị CTL 28 tuổi, anh HN 32 tuổi, đều trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Hiện sức khỏe hai du khách ổn định.